Tiên xin chào quý bà cô chú đang quay trở lại với kênh. Em chào chị. Chị muốn trực tiếp cầm. Chị. Hoa lan rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Bên kia lấy ra chưa? Đây đang đi tiếp đi sao? Đấy. Ba đứa. Bây giờ là chị thắp hương của chú anh chị ơi. Mấy đứa bé này xinh ha. Rồi bây giờ nấu vàng là tưới xịt hoa cho mát cho chú anh chị ơi. Cho nó tươi ha. À lấy dù chứ. Con lấy dù không ta? Rồi cứ lấy cái dù đó đi, tạm thời lấy dù đó trước đi. Ủa ba cây mà. Nắng. Dù đi vậy. Cái nữa là xấu rồi. Sao chị? À, cầm dù nha anh, cầm dù nó đấy. Cho mấy bé cầm dù cho mấy. Cầm dù nó đi đó. Đó, chị em mấy. Còn hai cái dù đâu? Chưa. Còn hai dù cao hơn lại chị vô chị cúng. Chị ở Phần Lan nè. Phần Lan gia đình lạnh lắm đó. Chị ở Phần Lan hả? Ờ, ở Phần Lan. Phần Lan Bắc Âu mà rất là lạnh. Cái chỗ mà Ukraine đó. Ukraine khác chứ, Ukraine nằm ở Tây Á mà. Giáp danh với Ukraine mà. Phần Lan là Bắc Âu. Nay thì biển Phần Lan. Phần Lan là nay là bắt đầu vô mùa lạnh rồi đó. Giờ lạnh tê tua. Đúng rồi. Đúng không chị? Phần Lan là giáp danh với Nga đúng không chị? Đúng. Phần Lan cũng gần biên giới. Biên giới Nga. Biên giới Nga. Đừng xuống đây. Nó là Bắc Âu không? Nó nơi thì biển Phần Lan là ba. Cái móc quá đi anh Ngọc. Cái móc đi anh Ngọc. Chị nói đừng quay em. Nó đang dưới một cái la la nó nằm gần nhà chứ đâu. Bây giờ chiến sự bên bển không mà mới điện bộ hỏi ông ấy bển sao mà. Có chị về đến hấp hương cho chú Vũ Linh cô chú anh chị ơi. Nó giỡn không mà không quay cho chị. Đi số chưa? Biết rồi mà. Không có ai vậy? Đẹp quá. Ấy là họ đây nè, chị họ này chị mang hai bên đó. Chị mang hai cái loại hoa tới em. Đúng rồi. Hai cái này luôn á. Chị về Việt Nam lâu chưa chị? Ủa đây là ba đứa con của chị hả? Còn hai đứa hả? Ôi, dễ thương quá ha. Cái gì vậy? Cứ ở đây mà. Đi ơi, chị vui vui thôi. Anh chị phỏng vấn chú Tiểu nè. Chú Tiểu nãy đi ra quẩy uống gì coi. Uống cà phê. Ngon không? Quán mới sao? Thấy sao? Ok không? Ok á. Được đúng không? Khung cảnh đẹp. Ý là nó có hấp dẫn mình chỗ nào á? Dạ biết cái hấp dẫn là gì không? Gì à? Cái tựa Hoa Viên Quán. Hoa Viên Quán luôn. Hoa Viên Quán. Là đối diện với quán cũ hả? Đúng rồi, kế bên. Kế bên luôn. Còn quán này rộng đẹp lắm nha. Có rộng không? Có, đầy đủ. Ừ. Chị vô chụp hình với cậu làm kỷ niệm. Mấy bé chắc sống ở nước ngoài từ nhỏ ha. Ở bên đó lạnh quá chị, dạ nóng quá hả? Cái cháu này cũng ở bên bãi. Mấy bé nó nói tiếng Việt được không mấy bé? Phần
À, nhưng mà sống là từ bệnh nào giờ hả anh? Campuchia cũng nói được nữa. Thôi ơi, giỏi dữ vậy. Là bé nói được mấy thứ tiếng anh? Mười mấy thứ tiếng luôn. Ui, giỏi vậy. Vậy. Wow. Wow. Phải dữ ha. Vậy là gia đình mình đây. Là sống Phần Lan là nào giờ luôn hả? Nghe nói em nói được rồi, mấy thứ tiếng luôn. Mười mấy thứ tiếng á. Vậy anh, sau chút kia nói em nói được mấy thứ tiếng không? Nãy anh nghe anh tài xế nói là em nói được mười mấy thứ tiếng đó em chạy. Có fan mà người ta muốn lên nhưng mà lên không được. Mà giờ tiếng Việt không nghe. Có. Nói được mà. Nói tiếng Việt mà. Bởi vì anh nói vàng thì. Nói lâu lắm. Bây giờ em chào một câu tiếng nước ngoài được không? Tiếng. Vậy bây giờ. Mình chào một câu bằng tiếng Đức là xài tiếng gì em? Tiếng Đức đúng không? Phần Lan. Phần Lan. Phần Lan. Tiếng gì tiếng? Tiếng Phần Lan. Rồi, em chào một câu tiếng Phần Lan đi. Món là chào đó. Món hả? Dạ. Ồ. Đơn giản. Mà em có đặt 5 bộ đồ siêu nhân này nè. Trên mạng Tết để dành mà. Ghê vậy? Ồ, vậy Tết này là bộ nhà em mà trước anh áo vàng cừ. Vậy là tết này hãy mặc đồ Doraemon chưa hả chị? Chưa gặp bao giờ luôn. Anh em đặt trên mạng. Nhưng mà em nghĩ là chắc ở bệnh và chị hay là áo thôi hả? Có cách tuồng của chú đúng không chị? Năm bộ giống nhau. Cứ vậy hả? Cái này cũng coi hết. Wow. Cái này cũng thoải mái hả? Mình ở bên bển là bao nhiêu năm mình mới về một lần chị? Năm rồi chị mới về. Rồi mới về năm nay về tiếp ha. Dạ. Thì là đón Giáng sinh ở Việt Nam hả chị? Hai chủ nhật này mình lên mẫu đón Giáng sinh với chú rồi chị. Quê chị đâu vậy? Tiền Giang. Dạ, thì em cũng nào em cũng Tiền Giang nữa nè chị. Em còn không đâu, không đâu. À, gần quê em luôn, gần quê chú Tiểu nè. Chú ơi chú Tiểu. Dạ. Ủa chị, khi này mình về có ông xã heo không chị? Vậy là về với con thôi hả? Vừa thấy dài ghê chạy. Vậy hả chị? Nhìn thằng chú cái hơi dài. Mình tội nhìn thấy dài ghê vậy. Quá là chị, mình có chị ở Việt Nam á. Khán giả nhớ chọn phía sau anh. Con chị đây ở Việt Nam mình hả? Có không chị? Anh có nhớ cậu không? Nhớ, anh nhớ khán giả của nhớ thì thôi chị hỏi giờ. Rồi giờ em hỏi chi tiêu. Chi tiêu có nhớ cậu không? Hồi ngày xuống đây nha. Có không? Cũng có chứ. Tại nhiều khi mình coi những cái vở diễn á. Rồi bây giờ mình đâu qua, mình chỉ coi lại chứ mình đâu có được coi những cái vở diễn khác của chúng tôi đâu. Lâu lên cậu chơi mà nói khán giả hả? Tại vì khán giả nhớ cậu. Thì ở bên Hà Lan là bao nhiêu năm rồi? Cái ông xe đi vô đi. Anh yêu có nghe con của chị đi nói chuyện gì chưa? Nói nghe mắc cười lắm. Bữa nay là hoa hồng chị rất là đẹp luôn ha. Hai chậu. Anh Ngọc có coi cái clip mà con của chị Ni nói tiếng Việt chưa? Ủa anh, hình như là cái bình này là của chị đem đến luôn không? Thấy không? Ít. Dạ. Cái bình này là của chị đem đến luôn á. Ủa? Là sao? Tức là đem đến là mình chỉ gỡ cái bọc ra là lấy cái này đi luôn á. Bình luôn á. Bình luôn á. Xong á. Đẹp quá luôn á. Rất là đẹp. Rồi, thôi anh chào. Giờ mấy chị ra về, cô chú anh chị. Giờ mình điển mấy cha tiễn mấy chị ra ngoài xe. Bây giờ mình về nhà hay là mình đi đâu chị? Thiên Hà ơi, Thiên Hà nghe mẹ nè. Là hai chị là chị em ha sao? Chị em ruột. Chừng nào mình về đó lại chị? Để qua Tết rồi. Dạ, vậy là chị ăn Tết ở đây. Hả? Phú Quý. Mình qua đây uống cà phê. Vậy là anh em cũng mặc ở đây. Uống cà phê. Rồi, uống cà phê. Tiền thủng. Cảm ơn chị nhiều nha chị. Ừ, tự nhiên giờ ai phong tặng mình chức thủ quỹ vậy?
Rồi bây giờ là chị ra về, cô chú anh chị ơi. Rồi bây giờ mấy chị ra về, bây giờ Tiên xin kết thúc, cô chú anh chị ơi. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành nha.